Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Dương tung trọn bộ ảnh cưới chứng minh tin đồn lấy vợ là thật. Bộ ảnh cưới cực ngọt của Dương Dương đang là đề tài nóng hổi trên các diễn đàn. Dương Dương là diễn viên Thạch Sắc Vẹn Toàn thuộc hàng ngũ tứ đại lưu lượng của showbiz, trung mâm về Lý Diệt Phong, Lộc Hàm, Ngô Diệt Phàm. Trong suốt chặng đường diễn xuất, nam diễn viên để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim đình đám như Yêu Em Từ Ấy Nhìn Đầu Tiên, Đặc Chiến Vinh Diệu, Em Là Niềm Cơ Hạnh Của Anh, Thạ Thí Thiên Hạ. Hiện Dương Dương đang gây chú ý với vai chính trong phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Sau nhiều ngày chờ đợi, chọn bộ ảnh cưới đẹp như mơ giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong dự án truyền hình mới đã được công bố. Cách đây không lâu, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh cưới được leak ra từ phim trường Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, hình ảnh khá mờ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm lớn nhờ nhan sắc chất lượng của cô dâu chú rể. Sau động thái nhà hàng đáng chú ý này, mới đây chọn bộ ảnh cưới nét căng của Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã được lan truyền. Trong đó, nhan sắc đẹp không góc chết của cặp đôi kề sốt trên các diễn đàn mạng. Như vậy, đúng như đồn đoán, người hâm mộ bộ phim hoàn toàn có thể yên tâm rằng Hồng Diệm, Dương Dương và Hứa Thắm, Vương Sở Nhiên sẽ về chung một nhà ở chặng đường cuối. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Ăn Khách, một tờ thành đang chờ anh của tác giả Tự Nguyệt Hy. Phim dự kiến dài 40 tập, lên sóng trên đài Hồ Nam và một số nền tảng chiếu. Sau những tập đầu tiên lên sóng, phim được khen ngợi bởi nội dung sát nguyên tác, cùng nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất ngày càng trưởng thành của cặp đôi chính. Tuy nhiên, một số người cho rằng phản ứng hóa học giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên không tốt như kỳ vọng ban đầu. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đang giữ thứ hạng cao trong bảng xếp hạng nhiệt độ phim truyền hình Hoa ngữ, sau kè với Ngọc Cốt Giao của Tiêu Chiến và An Lạc Truyện Gia Đình Lệ Nhật Ba Công Tấn đóng. Về thành tích cá nhân, chỉ số nhân vật Tống Diệm của Dương Dương nhanh chóng vượt mốc 9, cạnh tranh gay gắt với Tiêu Chiến. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.